cuốn nè, canh chua cá kho nữa nè, xong rồi thịt kho trứng nè, ốc xào bơ nè, bánh xèo Đà Nẵng kìa. Nhưng mà đây nè, đây là có phở nè, có bún bò Huế nè, có bún chả cá nè, bún thịt nướng nè, mì quảng nè. Đây, mọi người thấy, đây là bánh bột lọc. Nhưng mà người Huế cũng có làm, người Trung cũng có làm. Mỗi người một cái, mỗi miền cái vị nó khác nhau chút xíu thôi mọi người. Ngon mọi người. Rất là ngon nha. Mỗi này là bánh lá. Mình biết là mùa này là mùa Tết á, thì chúng ta sẽ ăn bánh tét nè, bánh chưng nè, dưa món nè. Thì có nghĩa là sẽ lâu lâu chúng ta sẽ đi ăn những cái món này để nó đỡ ngán á, mùa này. Thì nên hy vọng là cái chương trình lần này á, ngày hôm nay á, sẽ giới thiệu đến mọi người một cái quán mới như thế này á. Thì giúp cho mọi người thay đổi bữa ăn của mình, làm cho cuộc sống thêm phong phú nha mọi người. Ngon quá. Ngon lắm mà mới được ăn mấy món này. Như là bánh bèo ấy. Bánh bèo chén, ngon quá. Đặc biệt là bún mắm của miền Trung nè mọi người, không phải giống như là miền Tây nha. Khô nhưng mà trộn mắm vô ăn rất là ngon. Sẵn đang quay về món ăn á, thì Danny nhắc lại cho mọi người á, khi mà mọi người đến với Happy Together, cái channel của Danny á, thì năm trước Danny đã hướng dẫn cho mọi người cách làm dưa món nè. Cách làm dưa với cải muối đang với thịt kho nè. Mà dưa món nó làm đúng như cách của Danny, mình để trong tủ lạnh á, để một năm tới bây giờ ăn vẫn cực kỳ ngon nha mọi người. Rất là ngon. Mình chỉ dùng đũa sạch á thì nó sẽ không có bị hư. Còn cách mà ngâm để dưa cải chua để ăn với thịt kho, dưa giá thì chỉ cần một ngày thôi là chúng ta đã có dưa để ăn rồi. Cho nên mọi người muốn cách làm như thế nào hãy nhớ vô coi lại nha. Bây giờ Danny thử bún mắm của miền Trung. Cái mùi mắm rất là thơm, vừa ăn đủ cay, mọi thứ miễn trước nha. Bún bò Huế, nói chung là giá cả cũng rất là phải chăng mà đồ ăn cũng phong phú lắm mọi người. Bún bò Huế ngon nè. Ở đây người ta múc một cái tô rất là nhiều nha, nhiều hơn ở những chỗ khác ăn buffet cũng ăn Việt Nam. Đây là bánh xèo miền Trung, cho nên người ta làm nhiều vậy đó. Thì Danny nghĩ là nếu mà mình đi chung á, mỗi người ăn một đũa hay ăn một muỗng này để chúng ta ăn được nhiều món. Đi ăn buffet mà. Bánh xèo cũng rất là ngon mọi người. Nếu mà muốn ăn rau, ăn thịt, ăn tôm á, chúng ta có thể lấy thêm, xong rồi kẹp chung vô để chấm. Wow, cái này là cũng là một cái loại bánh gói trong lá, gọi là bánh gì ta?
Thật ra mình không biết luôn đó, để mình ăn thử thôi. Bánh trần của miền Tây, nhưng mà cũng miền Trung, cũng béo, ngon, dai, nhưng mà gói trong lá mọi người. Còn ớt á, cực kỳ cay nha, mà ngon nữa. Giá thì 25 đồng cho all you can eat, nhưng mà bao luôn nước, nhưng mọi người có nước uống rất là thoải mái, ai muốn uống nhiều lại lấy. Canh chua, cá kho, một thanh cá chiên, sườn non, xào xà ớt. Đây là những món ăn miền Trung nhưng mà hầu như là người Việt Nam chúng ta ai cũng thích hết đó. Mà đặc biệt là canh chua ở đây rất là ngon nha. Cá kho cũng rất là ngon, rất là ngon. Còn nước uống thì cũng rất là phong phú mọi người. Có rất là nhiều cái vị khác nhau cho mình lựa chọn nha. Tủ bánh này thì nằm ở thành phố Richardson nhưng mà giáp ranh với lại Garland. Cách Sài Gòn Mall chỗ của tiệm của Danny khoảng chừng 5 phút. Cho nên người ta nói là bụt nhà không thiên, nhưng mà không có, là bụt nhà rất là thiên nha. Danny rất là vui và hãnh diện khi mình giới thiệu. Ở cái khu mà mình ở có rất là nhiều sự lựa chọn món ăn Hàn Quốc nè, Thái Lan nè, Việt Nam nè, Mỹ nè, Ý nè. Vòng vòng khu này rất là nhiều quán ngon, quán nào cũng ngon hết mọi người. Cho nên hãy nhớ bấm like, share và subscribe để ủng hộ channel Happy Together của Danny. Mọi người có dịp du lịch tới đây thì sẽ thấy ở khu Dallas, Texas và thành phố Garland, Richardson của Danny ở. Rất là nhiều món ăn, rất nhiều sự lựa chọn cho mọi người. Bây giờ là cái này là ăn món ăn tráng miệng nè mọi người. Cái này là chế độ xanh ha, đáng lẽ là để đá bào vô nữa nhưng mà Danny không ăn đá bào, cho nên mình chỉ có ăn như vậy thôi. Còn đặc biệt là cái này là chè đậu nè, chè đậu nhưng mà ở trong miền Tây á là chỉ có một loại đậu thôi, một là đậu trắng, hai là đậu đỏ, ba là đậu đen gì đó. Nhưng mà ở đây á là ba loại đậu người ta trộn chung vô nên nấu nha mọi người, hấp dẫn không? Béo là trước tiên, thứ nhì là không có ngọt lắm, vừa ăn rất là ngon. Cái này giống như chi két nè mọi người,
Nhưng mà không biết nó là cái gì đây, để đi chúng chưa em. Chicken. Mà cái này là rau câu quen quá ha. Quen nhưng mà ngon nha mọi người. Nói chung là những cái món ăn trong miệng rất là vừa ăn, không có ngọt lắm mọi người. Rất là hấp dẫn. Đặc không? Ngon quá. Ăn xong đi về đi chạy bộ. Mời mọi người ăn đi. Và đây là trà đào, sau khi mình ăn chè mình ăn trái miệng xong á, mình uống trà để cho nó thay đổi khẩu vị ha. Trà cũng rất là ngon, thơm mọi người. Như vậy là hôm nay trong chương trình Happy Together của Danny đã giới thiệu đến mọi người một địa điểm đi ăn cuối tuần thứ 6 thứ 7 chủ nhật cực kỳ ngon và hấp dẫn. Món nào cũng ngon mọi người ơi, canh chua cá kho và bánh nậm, bánh bột lọc rất là nhiều phong phú ha. Bún bò Huế cũng ngon nữa, đặc biệt là bún mắm rất là lạ nha, nhưng mà món nào cũng ngon hết, các món chè cũng ngon nữa. Và Danny cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình của Danny trong những giây phút vừa qua. Vẫn còn trong dịp đầu năm mùa xuân thì một lần nữa Danny xin gửi đến mọi người lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và tiền dừa như nước. Đặc biệt là hãy nhớ bấm like, share và subscribe ủng hộ Danny. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào thứ ba tuần sau. Bye bye.